Cô Loan thân mến, chào các em. Chúng ta lại được gặp nhau trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay thì cô Loan sẽ hướng dẫn các em văn bản thứ hai trong bài học số 7 Thế giới cổ tích, đó là văn bản cây khế. Trong bài học này, cô sẽ cùng với các em đi theo 5 bước. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ đi vào phần khởi động. Bước thứ hai là đọc và tìm hiểu chung những nét khái quát về tác phẩm. Bước thứ ba là các em chúng ta sẽ đi khám phá văn bản. Bước thứ tư là chúng ta sẽ tổng kết lại những giá trị nội dung và nghệ thuật của văn bản. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi vào làm các bài tập thực hành, luyện tập viết kết nối với đọc. Và bây giờ các em sẽ cùng cô đi tìm hiểu từng phần. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, đó là phần khởi động. Với phần khởi động này thì nhiệm vụ của các em đọc, suy nghĩ và trả lời câu hỏi trong phần trước khi đọc trong sách giáo khoa trang 31. Nội dung của phiếu học tập này là việc tạo ra những con vật kỳ ảo đem lại sự hấp dẫn, thú vị cho câu chuyện. Hãy tưởng tượng vẽ một con vật kỳ ảo và giới thiệu về con vật đó. Như vậy thì các em chúng ta thấy rằng đảo dấu vàng hay là một kho báu ngoài đảo xa, đủ các loại kim cương đá quý. Đây là một trong những hình ảnh kỳ thú mà các em từng gặp trong không ít các cái sách truyện hoặc là các bộ phim hoạt hình. Ở đó thì luôn luôn là một thế giới mới lạ hấp dẫn và nó khơi gợi sự tưởng tượng của các em. Và đặc biệt thì nơi kho báu kỳ diệu ấy luôn thử thách bản thân, là một cái thước đo phẩm chất của con người. Chủ đề đảo vàng thường đề cập đến các cái tác phẩm thế giới cổ tích. Và văn bản ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu, đó chính là văn bản cây khế. Và chuyện một lần nữa dẫn các em vào khám phá cái bản chất của con người, đó là văn bản cây khế. Chúng ta sang phần thứ hai, đó là phần đọc và tìm hiểu chung. Về phần này chúng ta sẽ đi phần một lớn. Về phần đọc và tìm hiểu chung chúng ta sẽ về phần thứ nhất, đó là phần thể loại. Như vậy chuyện cây khế thuộc thể loại chuyện cổ tích. Chúng ta sẽ sang phần hai, đó là đọc và tìm hiểu chú thích. Về phần đọc thì các em chúng ta chú ý giọng đọc của chúng ta to, rõ ràng, lưu loát. Chúng ta phải phân biệt được lời người kể chuyện với lời nhân vật. Và chúng ta đọc, đặc biệt là trong quá trình đọc thì các em chúng ta sử dụng chiến lược đọc như là hình dung, theo dõi, tưởng tượng. Theo dõi thời gian, địa điểm diễn ra câu chuyện, có gì đặc biệt và dự đoán điều gì xảy ra tiếp theo. Chúng ta tưởng tượng một cái hang lớn đầy vàng, kim cương, thủy tinh, hổ phách trông như thế nào. Và cuối cùng là thẻ dự đoán của túi của vợ chồng người anh sẽ gây ra điều gì. Như vậy thì tất cả được thể hiện trong các cái thẻ chỉ dẫn màu vàng trong sách giáo khoa, ở trong các phần trích văn bản mà các em chúng ta chú ý. Đồng thời, khi mà các đoạn văn bản để có thể xuất hiện những cái từ ngữ khó thì các em chúng ta sẽ tìm hiểu nghĩa của những từ ngữ này được chú thích ở nghĩa ở dưới chân trang sách. Như vậy, để quá trình tìm hiểu văn bản của các em được dễ dàng và sau đây cô sẽ đọc mẫu cho chúng ta đoạn văn bản cây khế. Các em chúng ta chú ý lắng nghe và theo dõi và đọc trong sách giáo khoa bài cây khế trang 32. Ngày xưa, ở một nhà kia có hai anh em, cha mẹ mất sớm. Hai anh em chăm lo làm lụng nên trong nhà cũng đủ ăn. Nhưng từ khi có vợ, người anh sinh ra lười biếng. Bao nhiêu công việc khó nhọc đều trút cho vợ chồng em. Hai vợ chồng người em thức khuya dậy sớm, cố gắng làm lụng. Thấy thế, người anh sợ em tranh công, liền bàn với vợ cho hai vợ chồng em ở riêng. Người anh chia cho em được một gian nhà lụp xụp, ở trước cửa có một cây khế ngọt. Còn người anh có bao nhiêu ruộng,
cho làm rẽ và ngồi hưởng sung sướng với vợ. Thấy em không tha thán, lại cho là đần độn và không đi lại với em nữa. Những ngày sung sướng nhất của hai vợ chồng người em là những ngày khế chín. Quanh năm hai vợ chồng chăm chút cho nên cây khế xanh mơn mởn, quả lúc liễu sát đất, trẻ lên ba cũng với tay được. Một buổi sáng, hai vợ chồng em ra hái khế đi bán, thì thấy trên cây có tiếng rung mạnh như có người. Hai vợ chồng nhìn lên thì thấy có một con chim lớn đang ăn khế chín. Hai người đợi cho chim ăn xong bay đi mới lên cây hái. Từ đó ròng rã một tháng trời, hàng ngày chim cứ đến ăn vào lúc sáng sớm, làm quả vợi đi hẳn. Một hôm đứng đợi chim ăn, người vợ nói: "Ông chim ơi, ông ăn như thế còn gì là khế của nhà cháu nữa. Cây khế nhà cháu cũng sắp hết quả rồi đấy ông ạ." Chim nói: "Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng." Nói đi nói lại ba lần, chim mới vỗ cánh bay đi. Hai vợ chồng nghe lời chim, may một túi vải, bề dọc bề ngang, vừa đúng ba gang. Sáng hôm sau, hai vợ chồng vừa ăn cơm xong thì thấy gió mù mịt và một con chim rất lớn hạ xuống giữa sân. Quay mặt vào nhà kêu mấy tiếng như chào hỏi. Người chồng xách túi ra, chim dạp mình xuống đất cho anh trèo lên lưng rồi vỗ cánh bay lên. Chim bay mãi, qua bao nhiêu là miền, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả. Ra tới giữa biển, chim rẽ vào một cái đảo toàn đá trắng, đá xanh, đá đỏ, đá ngũ sắc. Chim bay một vòng quanh đảo, rồi từ từ hạ xuống một cái hang. Chim ra hiệu cho anh vào lấy gì thì lấy. Ngay cửa hàng, anh thấy toàn những thứ đá trong như thủy tinh và hổ phách, đủ các màu. Anh thấy hang sâu và rộng nên không dám vào, chỉ dám nhặt ít vàng, kim cương ở ngoài rồi ra hiệu cho chim bay về. Chim lại cất cánh trở về. Chim bay qua hết biển cả đến rừng xanh, hết rừng xanh đến đồng ruộng. Tới khi mặt trời đứng bóng thì chim đưa anh về đến nhà. Từ đấy vợ chồng người em trở nên giàu có. Tiếng đồn người em giàu có đến tai vợ chồng người anh. Hai vợ chồng người anh vội đến chơi hỏi chuyện. Nghe em thật thà kể hết đầu đuôi, người anh gạ đổi gia tài lấy túp lều và cây khế, người em ưng thuận. Hai vợ chồng người anh mừng quính dọn đến ở túp lều. Họ chỉ ăn và chờ ngày chim đến. Một buổi sáng, hai vợ chồng thấy luồng gió mạnh nổi lên và ngọn cây khế rung chuyển. Hai người hớt hải chạy ra thì quả nhiên thấy một con chim lớn đang ăn khế. Họ vội chu chéo lên: "Cả nhà tôi trông vào cây khế, bây giờ chim ăn ráo hết tiệt, thì tôi cậy vào đâu?" Chim liền đáp: "Ăn một quả trả cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng." Rồi chim bay vụt đi. Hai vợ chồng cuống quýt bàn cãi may túi. Mới đầu họ định mang nhiều túi, sau lại sợ chim không ưng, bèn chỉ mang một túi như em, nhưng to gấp ba lần, thành ra như một tay nải lớn. Sáng hôm sau chim đến, người chồng tót ngay lên lưng chim, còn người vợ vái lấy vái để chim thần. Chim cũng bay mãi, hết đồng ruộng đến rừng xanh, hết rừng xanh đến biển cả. Rồi cuối cùng cũng đưa người anh đến cái đảo vàng giữa biển. Trên lưng chim bước xuống, anh ta đã hoa mắt vì của quý. Vào trong hang, anh ta lại càng mê mẩn tâm thần, quên đói, quên khát, cố nhặt vàng và kim cương cho thật đầy tay nải. Tay nải đã đầy,
Anh ta còn lấy thêm vàng dồn vào ống tay áo, ống quần, đến nỗi nặng quá phải lê mãi mới ra khỏi hang. Chim chờ lâu, chốc chốc lại kêu lên mấy tiếng thúc giục. Mãi gần chiều anh ta mới lê được đến chỗ chim đợi. Muốn khỏi rơi, anh ta đặt tay nải dưới cánh chim rồi lấy dây buộc chặt vào lưng và cổ chị cổ mình. Chim lấy đà mãi mới cất cánh nổi. Trời đã về chiều, chim còn đang bay phía trên biển cả thì bỗng nổi cơn gió mạnh. Mang nặng, bay ngược gió, chim yếu dần, hai cánh rũ xuống, tay nải vàng thốt nhiên bị gió bật mạnh vào cánh chim. Chim buông xuôi hai cánh, đâm bổ xuống biển. Trong chớp mắt, người anh đã bị ngọn sóng cuốn đi với tay nải vàng và châu báu đầy người. Còn chim chỉ bị ướt lông, ướt cánh, chim lại vùng lên bay về núi rừng. Như vậy, các em chúng ta vừa nghe cô đọc toàn bộ văn bản cây khế. Các em chúng ta đọc văn bản này thật kỹ ở nhà nhé. Và sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu một số những cái từ ngữ khó các em chúng ta cần phải nắm. Cô lấy ví dụ như một số từ ngữ đó là làm rẽ. Như vậy chúng ta chú ý dưới chân trang sách cho cô. Làm rẽ tức là người nghèo nhận đất ruộng để sản xuất, sau đó nộp một phần sản phẩm hoa lợi cho người chủ đất. Cái từ thứ hai đó là từ ta thán. Ta thán tức đây là than thở, than vãn. Từ thứ ba là từ hổ phách. Như vậy từ hổ phách này tức là nhựa cây, thường là nhựa thông và đã hóa đá, màu vàng nâu trong suốt, thường dùng làm đồ trang sức, chữa bệnh. Từ tiếp theo đó là từ chu chéo. Từ chu chéo ở đây là la hét rất to, để nhiều người cũng biết, tức là có ý ăn vạ. Từ tiếp theo là từ ăn giáo ăn tiệt. Ăn giáo ăn tiệt ở đây đó là ăn hết, không còn gì. Từ cuối cùng đó là từ tay nải. Từ tay nải tức là túi vải may theo lối xưa, có quai đeo, có dạng như một cái bọc, dùng để đựng đồ đi đường. Đó là các em chúng ta, cô vừa hướng dẫn các em chúng ta tìm hiểu một số những cái chú thích, những cái từ khó để chúng ta nắm được. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần kể tóm tắt văn bản cây khế. Như vậy trong phần kể tóm tắt văn bản này thì cô sẽ cho các em một số các cái sự việc không sắp xếp theo một trình tự. Như vậy các em có thể sắp xếp các sự việc này theo diễn biến của câu chuyện. Chúng ta theo dõi các cái sự việc. Sự việc chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế mà người em trở nên giàu có. Sự việc cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế. Sự việc người anh biết chuyện đổi gia tài của mình lấy cây khế, người em bằng lòng. Sự việc cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và hẹn và chim hẹn trả ơn bằng vàng. Sự việc chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh lại may túi quá to và lấy quá nhiều vàng. Và sự việc cuối cùng thì người anh bị rơi xuống biển và chết. Như vậy thì các em chúng ta có thể sắp xếp các cái sự việc này theo một diễn biến của câu chuyện. Đó là phần tóm tắt của câu chuyện của văn bản cây khế. Như vậy thì cô có thể hướng dẫn các em chúng ta sắp xếp như sau. Chúng ta sắp xếp theo một trình tự, đó là đầu tiên là sự việc B, cha mẹ chết, người anh chia gia tài cho người em chỉ được cây khế. Và tiếp theo là sự việc D, đó là cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và hẹn và chim hẹn trả ơn bằng vàng. Và sự việc tiếp theo đó là chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có. Tiếp theo, sự việc tiếp theo đó là người anh biết chuyện đổi gia tài của mình lấy cây khế và người em bằng lòng. Và sự việc tiếp theo nữa đó là chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ, nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.
và người anh thì bị rơi xuống biển và chết. Đó, như vậy là toàn bộ cái phần tóm tắt diễn biến của câu chuyện chim lại đến. Như vậy trong truyện cây khế về ngôi kể, đó là ngôi thứ ba, cũng như trong văn bản thạch xanh, ngôi kể là ngôi thứ ba giấu mình có mặt ở khắp mọi nơi để kể lại câu chuyện. Về phương thức biểu đạt, phương thức biểu đạt ở đây là phương thức biểu đạt tự sự. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, đó là phần chia bố cục của văn bản. Như vậy thì phần chia bố cục văn bản, cô sẽ chia bố cục văn bản này làm 3 phần. Phần 1 là từ đầu cho đến chỗ là không đi lại với em nữa. Như vậy nội dung của đoạn này là giới thiệu về người anh và người em. Phần thứ hai là từ tiếp theo cho đến cho chim bay về. Nội dung của đoạn 2 này đó là cuộc sống của người em và người anh thay đổi. Và phần 3 là phần còn lại, người anh phải trả giá. Như vậy thì trong phần bố chia bố cục này, các em có thể lấy bút chì đánh dấu vào trong sách giáo khoa để chúng ta đi tìm hiểu văn bản được dễ dàng hơn. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là phần khám phá văn bản. Về phần khám phá văn bản, chúng ta sẽ đi phần thứ nhất, đó là giới thiệu về người anh và người em. Như vậy các em chúng ta thấy chuyện cây khế bắt đầu từ thời gian là ngày xưa ở một nhà kia. Các em chúng ta thấy cái hoàn cảnh đó là cha mẹ mất sớm, hai anh em ở với nhau chịu khó làm lụng. Người anh lấy vợ, sinh ra lười biếng. Sợ em tranh công nên chia tài sản cho vợ chồng người em, một túp lều và một cây khế. Như vậy các em chúng ta thấy là người em thì thức khuya dậy sớm, cố gắng làm lụng, chia ít gia tài cũng không ta thán gì. Đúng nào? Người em thì rất là chịu khó làm ăn, hiền lành, thật thà, chất phát. Còn người anh thì lười biếng, tham lam, độc ác. Đó, như vậy các em chúng ta thấy nhân vật người anh và người em có sự đối lập nhau. Người anh lười biếng, tham lam, độc ác, còn người em thì chịu khó làm ăn, hiền lành, thật thà. Và người anh lại cho rằng là người em đần độn và không đi lại với em nữa. Gia tài của người anh chia cho người em chỉ có một túp lều và một cây khế. Vợ chồng người em chăm chút cho cây khế. Mỗi buổi sáng, hai vợ chồng người em hái khế đi bán. Và một hôm thì có tiếng mạnh, rung mạnh ở trên cây như là có người. Và hai vợ chồng người em nhìn thấy có một con chim lớn đang ăn khế. Và người vợ thì van xin: "Ông chim ơi, ông ăn khế, còn gì là khế của nhà cháu nữa, và cây khế của cháu sắp hết rồi đấy ông ạ." Và chim thần nói: "Ăn một quả trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng." Như vậy con chim thần đến ăn khế có phải là con vật kỳ ảo hay không, và hòn đảo xa có phải là điều kỳ diệu hay không? Điều kỳ diệu ấy đã giúp gì cho cuộc sống của người em sau đó? Chúng ta sẽ tiếp tục sang phần thứ hai, đó là chim thần xuất hiện. Như vậy chim thần xuất hiện, chim đến ăn khế và đền đáp cho người em. Người em thực hiện theo đúng như lời của chim dặn, may túi ba gang. Và hôm sau chim thần đã chờ sẵn để người em lên, và chim thần chờ ra ngoài đảo. Chim thần đưa đến đảo xa và người em chỉ nhặt một ít vàng, một ít kim cương ở ngoài cửa hang, và chim thần trở về. Và các em chúng ta thấy người em đã trở nên giàu có. Và cái sự tốt bụng, sự thật thà, cái sự lương thiện và biết ghi nhớ ơn nghĩa và giàu tình nghĩa của người em đã được đền đáp xứng đáng. Còn nhân vật người anh thì sao? Nhân vật người anh cũng may một túi, nhưng mà to gấp 3 lần
túi của người em. Và khi đến đảo hoang, khi đến đảo có vàng, thì người e anh lại vào hẳn trong hang để nhặt vàng và nhét đầy túi, đầy ống tay áo và ống quần. Chim còn phải chờ đợi thúc giục mãi thì người anh mới ra. Các em, chúng ta thấy rằng người anh đã bị rơi xuống biển. Khi mà số vàng bạc đã nặng quá và chim thần không chở được, đã rơi xuống biển. Và cái sự ích kỷ, sự keo kiệt, sự tham lam, sự vô ơn và sống không có tình nghĩa của người anh, và người anh đã rơi xuống biển chết. Như vậy, chuyện cổ tích Cây Khế thuộc kiểu chuyện có nhân vật bất hạnh, người em út hiền lành, lương thiện, chịu nhiều thiệt thòi đã được đền đáp xứng đáng. Và qua đó cũng thể hiện được cái ước mơ của nhân dân ta về công bằng của xã hội. Con chim thần xuất hiện là một chi tiết kỳ ảo, tưởng tượng, đã mang đến một điều kỳ diệu, thực hiện một chức năng ban thưởng cho nhân vật, và đồng thời trừng phạt nhân vật người anh vì tham lam về vật chất mà lại độc ác, vô nhân tính và quay lưng với chính người em của mình. Như vậy thì trong chuyện có những chi tiết kỳ ảo nào? Các em, chúng ta thấy trong chuyện có chi tiết kỳ ảo, đó là con chim thần và hòn đảo thần kỳ. Chúng ta đi vào chi tiết thứ nhất, đó là chi tiết con chim thần. Về chi tiết con chim thần, chúng ta thấy con chim thần biết nói tiếng người, hiểu tiếng người. Ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng. Vậy thì con chim thần này, nó biết ứng xử như con người, đó là ăn khế trả vàng. Và nó có phép thần kỳ, nó biết chỗ cất giấu của cải, và chở được người ở trên lưng. Đó là cái con chim thần. Con chim thần này, nó giúp cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và lôi cuốn, đồng thời thực hiện chức năng ban thưởng cho nhân vật tốt và trừng phạt nhân vật xấu. Chúng ta sang chi tiết kỳ ảo tiếp theo, đó là hòn đảo thần kỳ. Về hòn đảo thần kỳ, ở nơi đảo xa, chim bay mãi mới đến. Và trên đảo toàn là đá trắng, đá xanh, đá đỏ, đá ngũ sắc, toàn những thứ mà đá trong như thủy tinh và hổ phách đủ các màu. Có hang sâu và rộng, ngoài cửa hang cũng có rất nhiều vàng và kim cương. Đấy là hòn đảo thần kỳ. Và hòn đảo thần kỳ này cũng giúp cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và lôi cuốn bởi màu sắc thần bí và huyền diệu. Chúng ta sang phần tiếp theo là phần tổng kết. Thứ nhất là về nội dung và ý nghĩa. Về nội dung, chuyện kể về người anh tham lam, độc ác đã phải trả giá, và người em chăm chỉ, hiền lành, lương thiện đã được đền đáp xứng đáng. Về ý nghĩa của câu chuyện, đó là từ những kết cục khác nhau đối với người anh và người em, thì tác giả dân gian muốn gửi gắm một bài học về đền ơn đáp nghĩa. Niềm tin ở người hiền sẽ gặp lành và may mắn đối với tất cả mọi người. Về nghệ thuật, chúng ta thấy nghệ thuật có ý thứ nhất là sắp xếp các tình tiết tự nhiên khéo léo, sử dụng những cái chi tiết thần kỳ tăng sự hấp dẫn cho câu chuyện, và kết thúc có hậu. Đó là toàn bộ phần nội dung và ý nghĩa của văn bản Cây Khế. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là phần viết kết nối với đọc. Về phần viết kết nối với đọc thì yêu cầu của chúng ta đó là tưởng tượng một kết thúc khác cho câu chuyện Cây Khế. Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu kể về kết thúc đó. Các em, chúng ta là tưởng tượng một cái kết thúc khác cho cái câu chuyện Cây Khế này, và viết kể về cái kết thúc này. Cô yêu cầu các em đó là gì? Về hình thức thì chúng ta viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, đảm bảo liên kết câu, không mắc lỗi dùng từ, chính tả và đảm bảo cấu trúc câu. Về nội dung thì chúng ta tưởng tượng và kể lại một kết thúc khác cho một câu chuyện Cây Khế.
À, như vậy thì cô có thể hướng dẫn, cô gợi ý các em chúng ta một vài cái kết thúc như sau. Kết thúc thứ nhất có thể là các em viết kết thúc đó là bị người anh bị rơi xuống biển, người anh trôi dạt vào bờ, được ngư dân ven biển cứu giúp và đưa trở về nhà. Người anh ân hận thức tỉnh, hai anh em lại yêu thương nhau như xưa. Đấy là kết thúc thứ nhất. Kết thúc thứ hai, hoặc là gì, người anh tuy không chết trở về nhưng xấu hổ không dám nhìn mặt vợ chồng người em, đã cùng vợ vợ bỏ đi biệt xứ. Đấy, hoặc là toàn bộ số vàng ngọc rơi xuống biển, còn người anh vẫn ôm được vào cổ chim trở về với trở về sợ vợ chồng sống nghèo khổ suốt đời. Đó, chúng ta có thể là viết các cái kết thúc chuyện như vậy. Các em chúng ta về nhà, các em chúng ta có thể là viết các cái kết thúc chuyện vào trong vở của các em nhé. Các em vừa cùng cô tìm hiểu xong toàn bộ văn bản cây khế, bài học đến đây là kết thúc. Nếu các em thấy hay, các em hãy đăng ký kênh để đón xem những video của cô. Cô chúc các em có một sức khỏe thật tốt, học tập thật tốt và hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Xin chào các em.